Rồi anh xin kính chào anh em nha, chúc anh em một ngày mới vui vẻ, nhiều thành công nha và may mắn. Rồi mình chuyên bán các loại thuốc nuôi và phụ kiện dành cho gà, các anh em nào có xài thì ủng hộ bên mình. Mà tất cả các loại thuốc nuôi mà đều mình bán hàng nhập khẩu cũng nha nè, mình không bán hàng trong nước. Rồi nên chất lượng thì các anh em cứ yên tâm, mình làm ăn hồi đó giờ mình lấy chữ tín làm đầu, nói chung uy tín làm nên thương hiệu. Các anh em cứ sạch số điện thoại mình lên mạng sẽ thấy cái kênh mình ở bên đó, mình làm mình bán hải sản ở chợ Bình Điền á, các anh em cứ sạch chợ Bình Điền là thấy mình trên đó. Rồi các anh em nào giờ xem kênh nếu quan tâm đến các loại thuốc nuôi gà, các cách sử dụng thuốc nuôi và một số nói chung một số chuyện lặt vặt nhỏ nhỏ trong cái môn nuôi gà thì các anh em bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những cái clip mới của mình. Mình biết bao nhiêu mình chia sẻ cho anh em bao nhiêu. Các loại thuốc nuôi cũng vậy, khi mà mình sử dụng cái loại thuốc đó nó có hiệu quả, hoặc là những anh em sử dụng thuốc rồi phản hồi lại cho mình đạt hiệu quả tốt thì mình sẽ chia sẻ lên với anh em luôn. Nói chung mình vừa bán thuốc và mình cũng vừa học hỏi môn nuôi gà, thì ai cũng hãy là mỗi người một thầy, mỗi người biết ít nên ít vậy đó. Thì như ở đây mình cũng tiếp thu được nhiều ý kiến của anh em nên gọi là cũng hơi biết nhiều xíu, rất nhiều thôi chứ không biết được nhiều. Anh em cái sư kê thì thông cảm bỏ qua giùm mình cái chuyện này. Này mình hướng dẫn cho những anh em là mới chơi chưa biết cách nuôi gà thông thường, hoặc là các anh em sử dụng thuốc, nó muốn sử dụng thuốc nuôi mà không biết sử dụng thuốc nào. Thấy người ta gà người ta nói chung người ta nuôi đơn giản mà tại sao bo tốt, còn gà mình nuôi chăm sóc rất là kỹ nhưng mà bo không có lợi người ta, nó không có hừng mạnh gì hết, đủ cái chuyện hết. Gà mà mỗi người một cách nuôi. Thì cái đó tâm sự nhỏ với anh em. Thì hôm nay cũng quảng cáo đến với anh em cái B15-B12 này nó mới về. B15-B12 của công ty Interma của Mỹ này anh em. Hôm nay mình về được có 300 hũ rồi. Rồi sẵn mình ship cho một số anh em, hôm nay đặt hàng mình quá trời luôn nè. Nay mình cũng chốt được vài đơn nè. Còn số anh em đợi không được bỏ bớt rồi. Cũng được vài đơn. Rồi là nhỏ nhỏ buổi sáng. Rồi các anh em nào hôm nay đặt hàng mình B15-B12 không mà mình nói không có phải đợi thì các anh em alo lại đặt hàng lại giùm mình nha. Rồi số lượng nói chung cũng không có nhiều, 300 hũ mình bán cũng một khoảng gian ngắn là nó sẽ hết. Bởi vì cái lô này là lô cuối rồi nên anh em là gần hết thuốc có thể là đặt luôn bây giờ nha. Chỉ để sợ đợi gần Tết mà các anh em cần xài là không có đâu á. Bởi vì cái lô này là nó về lần này nó là đứt luôn rồi, qua Tết mới có lại. Cái lô lần này cái đất sử dụng nó rất là xa, tới tháng 10 năm 2024 rồi nha nè. Tháng 10 năm 2024, những cái lô không phải tháng 10 năm 2024 là cái lô cũ trước dịch người ta còn lại. Còn này là lô đất mới luôn, tháng 10 2024. B15 B12 nha. Rồi giá nó thì hàng lên giá đó, nhưng mà mình cũng để cho anh em, nói chung anh em trên kênh của mình là cũng như là khách hàng thân thiết của mình nè, mình để cho anh em giá cũ luôn, giá cạnh tranh thị trường cho anh em luôn. Những chỗ khác là người ta bán lên giá cho nha anh em. Mình thì bán nói chung bán khi nào hết thôi, chứ không có gọi là bán kèm lợi mà để mà lên giá câu giá anh em đâu. 10-20 ngàn không tới đâu. Rồi thì anh em mua 2 hũ mình sẽ bao ship cho anh em luôn nha. Nói chung 2 hũ thì công dụng của B15 B12 này cũng nói cho một số anh em nào chưa biết nha. Còn anh em nào biết rồi thì có thể mua tiếp tục ủng hộ mình. Bởi vì á B15 B12 này nè, B15 á thì một số thuốc nó ít hạt, còn B12 thì thuốc nó nhiều lắm, thành phần B12 nha. B15 B12 này là hai cái thành phần thuốc ở trong một viên thuốc ở trong cái lọ này. Một viên thuốc nó chỉ có 2 thành phần thuốc này thôi. Những loại thuốc khác thì nhiều khi người ta có 5, 7, 6 thành phần như là vitamin B1, B2, B6, B12 gì đó. Còn này nó chỉ có đặc biệt có 2 thành phần này thôi. Thì mình nói sơ cái công dụng của con B15 sẽ giúp con gà của anh em có cơ bắp phát triển nó lên, gọi là nó gần như thuốc ốp á, nó sẽ làm cho cơ bắp nó săn chắc hơn, gân cốt con gà khỏe mạnh hơn. Rồi thí dụ như cơ cánh nó sẽ bay cao hơn, rồi cơ cổ nó sẽ linh hoạt hơn, gốc lên gốc xuống bình thường, gọi là nó linh hoạt, nó mạnh hơn á. Rồi cái gân gối, những cái gân cốt trong con gà nó sẽ khỏe mạnh như cái chân trụ, các anh em sẽ bay lên cao, đáp xuống thấp thì sẽ nó không có bị quỵ trong quá trình chơi thể thao nha anh em. Đó, một hũ đợt này thì cũng bán cho anh em là giá là 300 ngàn thôi, một hũ 100 viên nha.
cho anh em mua 50 viên thì mình cũng hoặc sẵn sàng chiếc lẻ cho anh em, mà giá hơi cao xíu là mình bán 170 ngàn. Giá này là chưa bao gồm phí ship nha, anh em mua hai hũ mới bao ship được. Cái đáp nó sử dụng rất là xa, tới tháng 10 năm 2024 tháng 10 nha anh em. Nói cái này mới là đúng là lô mới, con số anh em nói đưa lên tháng 1 năm 2024 mà nói lô mới trước dịch đó. Rồi sẵn đây mình giới thiệu Galumin luôn, cái hai thằng này kết hợp với nhau thì rất ok luôn nha anh em. Galumin thì sẽ giúp con gà của anh em là nở cơ, nở khung xương, nó kích thích con gà của anh em ăn uống mạnh lên, nó sẽ mau lên tay dày. Khi mà con gà anh em mà gọi là muốn có một sức khỏe tốt, nói chung cái YouTube nó cắm nhiều quá, có nhiều cái nó rất là hay. Nói chung sức khỏe tốt rồi mau lên tay, rồi nuôi gà mau tới pin, rút ngắn thời gian nuôi, thì các anh em nên sử dụng cái bộ đôi này, Galumin với B15 B12. Galumin thì bán là 220 ngàn, cái đát của nó là cũng rất là mới luôn, tháng 5 năm 2024 nha nè. Các anh em mua hàng thì quan trọng không có phải quan trọng cái giá cả nha, trước tiên là các anh em phải coi cái hàng mình như thế nào, nó đủ thứ giá trên hay trên các trang mạng bán đủ thứ giá trên á. Nhiều khi người ta để có 150 hay 180 gì đó, các anh em phải để ý là bao nhiêu viên nha, có nhiều người bị rồi đó, nhiều khi người ta để tùm lum, các anh em coi không kỹ, các anh em đặt rồi bút nó vô rồi khi giao tới thì nó không đủ. Rồi các anh em có xài thì ủng hộ anh mình, thì các anh em mua Galumin với B15 B12 mình vẫn bao ship cho anh em đó, mua nói chung mua một cặp là mình bao ship cho anh em hết rồi. Rồi các anh em có xài thì ủng hộ anh mình nha. Rồi anh em nào chưa bấm nút đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình, để cập nhật những clip mới sau của mình nha. Rồi số điện thoại mình nha nè. Rồi các anh em thấy hay thì cho mình một like để anh em mình được tương tác với nhau. Rồi chúc anh em một ngày may mắn nha. Rồi chào anh em.